Đây là gất này cả nhà, để mà làm chè tươi nước á, màu gất đỏ ghê không. Nhồi vậy nó lẹ chứ nhồi tay nó mệt vậy đó. Dạ, giờ bây giờ có máy móc nó hỗ trợ đỡ. Hôm nay Thảo và ghé nhà cô Mười cả nhà. Chú với chồng cô Mười ngàn nắng chè tươi nước. Hôm nay là chè tươi nước, hôm nay có 3 màu. Màu trắng, màu lá dứa và màu gất. Thường thường á, con thấy là đôi khi mấy cái ngày Tết là cô chú nắng nhiều màu lắm, có màu tím luôn nữa đúng không chú? Đúng rồi, có màu tím nè, màu bí nữa, nhiều khi có màu bí gợ. Dạ, bản rất là đông khách luôn á. Mấy cái ngày đó là khách đặt mà xôi với chè tươi nước mà cũng mà lấy không kịp luôn á. Dạ. Bữa gầm lớn con mà con đi ngay cái ngày đó con quay xô dữ lắm đồ. Dạ. Gầm tháng 10 là tháng Giêng rồi vậy này. Đúng rồi, gầm tháng 7 rồi vậy đó. Dạ. Chứ con chè này làm thủ công vậy chứ làm máy móc làm không được đâu. Dạ, cái này mình đặt riêng. Chỉ có nhồi bột thì nhồi bằng máy. Giờ từng viên vậy mà nếu mà máy móc nó dập nó dính hết. Dạ. Và nó cũng đều nữa. Nó không có bột nó vắt xung quanh rồi nhân nó nằm ở giữa chính giữa nữa. Mình làm bằng tay cái này thủ công. bánh truyền thống xôi chè này làm cực quá chú hả? Dày từ rất là sớm luôn á, 3 giờ mấy là cô chú dậy chuẩn bị bột để làm nắng bánh rồi nấu xôi đến sáng ra làm, ra chờ sớm. Nước đường sôi thải vô cái là chín liền. Ừ. Nó màu nó vậy đó chứ bà vô gặp nước sôi là nó màu nó lên đẹp, màu đẹp, nó lên đậm màu đẹp lắm. Dạ. 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 Hôm qua con quay một đoạn mà con thấy khách mua liên tục. Quậy bánh lọt cực lắm. Dạ. Tại quậy từ nó lỏng mà đến nó chín á, cực lắm. Mồ hôi đồ ra ướt áo rồi. Hôm nay Thảo ghé tới nhà cô Bảy làm bánh lọt, rồi chạy qua nhà cô Mười làm chè trôi nước luôn. Hồi đó chú cũng mà cái thời lúc mà mới ra bán cũng có bán bánh lọt nữa, nhưng dạ. Mà giờ chú nghỉ bánh lọt nè để bà chị bà làm bà bán. Cực quá chú hả? Nghỉ. Chú sau này là người ta làm bằng máy hết không á. Ừ, chú với cô hồi đó bán có hai món à, 2 thứ à. Dạ. Chè đậu bánh lọt à. Còn giờ bán đủ thứ. Dạ. Nấu chè lẹ ghê không? Dạ. Để chè tươi nước đó là gì? Chuyên chè trôi nước của cô Mười nhìn bóng bẩy nó ngon ha. À. Ừ. Cái này là rằm nào mình cũng làm số lượng lớn hả cô hả? À, rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10 với mùng 5 tháng 5, mới mùng 5 tháng 5 rồi nè. Bán quá trời, không có đồ bán ra chút xíu là hết à. Yeah. Cô bán khoảng chừng 8-9 giờ là hết chè xôi nước rồi mấy ngày dặm á. Vui lắm, 5-6 người mình nói chuyện thôi, sáng đêm. Dạ. Cục 3 giờ mấy là làm gì? Đâu có. À, nếu mà mấy ngày rằm là 8 giờ tối làm. À, dạ. Người thì giò, người thì nhồi, người thì túm sẵn mới có bán, chứ không có túm đâu có đồ bán. Dạ. Bốn màu xôi luôn. Ờ, 4 màu. Ở sao tắt vậy? Đâu còn lắm đâu. Nói chung cái này cũng rất giảm thôi. Dạ. Đây là món xôi gấc. Cái này là xôi nếp cầm này cả nhà. Rồi là có nó gọi cũng bằng lẹ lên. Chưa có xôi hả? Chưa có xôi mà kêu nó mặn. Quỷ mi á. Nãy mi lấy bao tay á. Dạ không biết lộn hả? Tơ gà nè. Cặp tơ gà. Dạ. Nó là triệu Phúc nè. Trời ơi. Rồi con làm mấy khuôn bông hồng đi. Cục lọc hả? Rồi vô thôi, cái này đi 12 con hồng đó đi con. Okay. Dở ra đi. Đẹp ghê ha. Dở đi con. Phúc lọc hờ đó. Đẹp ghê. Đó, chị Lộc này. Này sáng nay ta cũng phải nói. À dạ. Còn chữ Thọ Lộc nữa, ý chữ Phúc nữa. Đúng không? Màu rất coi khỏi ba màu ha. Trời, màu rất đẹp hơn. Con gái giỏi chứ. 5 giờ sáng mà về phụ bà nội làm xôi nữa. Không bố buổi sáng vậy. Không 4 giờ sáng vậy mà ngồi coi điện thoại. Cái này là xôi gì con? Hoa hồng hả? Dạ. Đây đang thắng rất nhiều ở cả. Ăn gì mà nhanh vậy? Sáng bánh đâu ăn hả? Bà mua một bịch cho bà ăn kìa. Giờ ở Bến Tre mình là ăn món gì có nước cốt hết. Đúng rồi, xíu dừa mà. Xíu dừa. Chè Cung Đình ở chè gì có heo quay đó. Đây là nước cốt này chứ cũng mất thời gian luôn. Rồi 15 phút rồi mới đặt. Dạ. Rồi nó cốt. Xịt lại. Đặt rồi đó. Chờ chút xíu mấy phút nữa cho nó sôi lên này. Rồi nhắc xuống. Kêu bà nội sẵn cái nồi, ông nội đổ con dừa. Sôi lên. Chút dừa. Một thì mình xài, hai mình phụ con. Dạ, phụ con phụ cháu. Nếu mà có mình làm chỗ thì nó lo lại. Chào cả nhà. Bây giờ là có 10 giòn. Rồi với chè ra rồi. Cái con là bắn con. À vậy hả? Cái sáng này quay là đẹp nhất. Dạ. Bởi vậy lúc nào Thảo đi sớm quay còn mấy cái món đầy đủ hết trơn. Ờ xưa đó luôn rồi. Một bịch đó. Giờ ra đó bịch đi vậy má, nó bị mất nhẹ rồi. rồi lại thêm cái chè ha. Rồi. Cho em thêm ký nữa đi chị. Là tổng cộng 7 ký chè hả? Dạ, bao nhiêu vậy? Dạ 50.000 luôn. Bộ em 8. Ba cái rồi lá cẩm liền. Rồi. Ủa chị chưa đi thảy để đây được không chị? Để ngoài được không? Được. Hỏi ngoài không lạnh được hả? Tại vì hỏi cái mã một giờ mới đúng rồi. Biết rồi, biết rồi. Đi. Hồi đó lên để đó dư thải cho em cái đâu. Bà nội vụ 7 chè 3 thôi hả? 10 kg là 500 gì đó, hai bịch mì hả? Đây hai bịch chè mì 12 nha. Hai bịch xôi. Hai bịch xôi nào em? Đây là chè xôi mì. Rồi. Cô mẹ mình gì hả? Không thải cho không ra luôn. Em biết không có tóc nào hả? Rồi. Cô bỏ hai bên chà bì 12 à, 3,2 còn 4,8 nữa. Còn nhà bánh bò 10. Đấy, còn 3,8. Rồi bỏ vô mẹ em hai bịch đó bao nhiêu rồi? Bỏ lên bao nhiêu rồi? Còn nhà bánh bò tao đưa tiền rồi nha. Còn có lá cẩm chứ có gì nữa. Không đi nữa đó được, tụi ta không đi được. Chạy dọc nó sao này. Có chờ cô chút xíu. Tấm hút cái túi nó tấm để vô mẹ. Rồi bác đi xôi. Có 4 cục. Quầy xôi chè của cô Mười á là bán kế bên cái quầy bánh lọt của cô bạn luôn đây nè. Đây nè bây giờ 10 nha. Đây bán đối diện số 110 đường Hùng Vương. Phường 2 thành phố Bến Tre, ngay chỗ cửa hàng vải mai Thảo này. Đối diện.